Rồi ok anh em nhá, vẫn tiếp tục là vì cái một tháng ra clip thì mình sẽ tiếp tục trong suốt với Sướng có những cái ưu đãi gì cho tất cả các bạn khán giả nhá. Đầu tiên thì đơn giản thôi, các bạn sẽ lập một cái nick để các bạn đăng nhập vào. Thì khi đăng nhập vào thì các bạn sẽ như nào ạ? Sẽ có một cái nhận quà khai trương này các bạn nhá. Click để nhận quà và cái này ngay nào cũng nhận được. Và cái lần đầu tiên ấy thì nó sẽ dao động từ 1 quân huy đến 200 mấy chục quân huy ấy. Thì sẽ nó đây là hoàn toàn miễn phí nhá. Các bạn chỉ cần vào lập nick, các bạn vào nhấp vào phần quà này, các bạn này nhấp này, mình nhấp này. Đây. Chúc mừng bạn nhận được 236 quân huy của Mơ Sướng này. Ngày mai bạn quay lại shop để tiếp tục nhận quà nhá. Chúc bạn sẽ nhận được. Rồi ok. Rồi ok, khi tất cả các bạn đã có quân huy rồi, các bạn muốn rút thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần này. Đấy, nhấp vào phần này có ID này. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần rút vật phẩm các bạn nhá. Đấy, nhấp vào đây. Thì nó sẽ hiện ra cái giao diện là rút kim cương và quân huy. Thì mình sẽ nhấp vào rút quân huy. Đấy, có 236 quân huy mình vừa rút đấy. Thì có từng cái gói rút 1 các bạn nhé. Đó là 1 là 105 quân huy, 2 là 210 quân huy, 3 là 425 quân huy và 4 là 1070 quân huy. Và xin chúc các bạn may mắn để các bạn rút trúng quân huy. Và mình sẽ nạp vào tài khoản các bạn nhé. Nhập tài khoản game và mật khẩu như này này. Cái này là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Hoàn toàn miễn phí dành tặng cho tất cả các bạn. Cho nên các bạn khán giả nào có nick rồi thì có thể vào đấy, nhập và hên xui các bạn được 236 quân huy thì nhập rút luôn. Đấy. Rồi chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cloud. Và hôm nay thì thực sự các bạn ạ, ngày xưa mình có làm clip với nó mà các bạn bảo là Cloud gà với nó, không biết chơi với nó, không biết chơi con e su e sùng. Được rồi. Đây sẽ là một clip chứng minh. Và trước khi đến clip thì các bạn đã vào nhận quân huy miễn phí chưa? Đấy, đừng quên hãy vào shop.vn để nhận quân huy miễn phí các bạn nhé. Và đấy là một clip mình sẽ thể hiện được cái đẳng cấp trình độ Florentino của Cương Lao. Cầm nó sẽ như nào, dẻo như kẹo quẹo các bạn ạ. Tay cảm giác ươn như bơ bi. Ồ, bình thường mình đánh cảm giác như mùa rất là mượt các bạn xem này. Đây, chưa một phát đến sọc. Trời, cái hóa nhặt chậm thế nhà. Nhục nha. Cái pha đâu thực sự là hôm nay đã chơi hơi lạnh cho nên tay hơi cỏng, anh em thông cảm giúp Lao nhá. Đây, hàng đây rồi, hàng đây rồi, hàng đây rồi. Thôi đùa trêu nó cho vui thôi các bạn ạ. Thực sự chưa bình tĩnh các bạn nhá. Cái thằng vó lực này thì chắc chắn nó sẽ nhái hai người Lao rồi. Thì khi tất cả các bạn đi đường thì mình luôn nhắc cho tất cả các bạn một điều, đó là các bạn bắt buộc phải cố gắng tận dụng phám lính để lên level 2 trước để lấy lợi thế. Thì vừa rồi mình đã tập trung phám lính mà lên là cái level 2. Đây, cái pha này lao lên đánh chưa một hóa bá hóa ngọt sớt luôn. Trời ơi. Đâu 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 đâu, một mảng các bạn nhá. Ngọt lim, ngọt như nước kiểu này các bạn nhá. Đấy. Floor thực sự các bạn phải hiểu là gặp các vị tướng không cơ động như là vó cá này, thậm chí là du cá luôn đi, đối đầu với tất cả các đầu sĩ còn lại thì rất ít khi thua các bạn nhá. Rất ít khi thua. Đấy, khi các bạn mà chỉ cần có cơ bản, chỉ cần quăng cho mình bá hóa mà chập đùng trùng bá hóa kết hợp chiêu 2 được thôi, thì là một cái lượng sát thương cực kỳ lớn đúng các bạn ạ. Đây, mình sẽ nấp và chơi thông báo cá tiếp. Đấy, keo đầu này thì nó là một keo đầu rể cho mình thôi, cho nên các bạn sẽ nói là đây là keo đầu rể cho nên là không chứ vẫn chứ công nhận được Cương Lao đỉnh hay. Đây, quăng chơi một bá hóa ngọt sớt, không cần phải nói nhiều. Đây, phám le 4 tốc biến chưa ba luôn, cái ba đây sắc. Các bạn phải bình tĩnh nhá, các bạn không được khen Lao cái pha này đâu, bởi vì Lao biết Lao quá đẳng cấp Floor rồi các bạn nhá. Hai mà ôi, 2 phút 2 mà ôi, không quan tâm, không cần biết trúng hay không trúng, chỉ cần là quang hoa trúng người là được các bạn nhá. Lính không cần trúng hay không trúng đấy, các bạn không được bắt bẻ Lao cái pha này đâu. Rồi tiếp tục, khi phám xong này thì Lao đặt đấy ở 4 rồi. Thì không, mình sẽ đi team đánh nhau để thể hiện cái đẳng cấp. Đấy là clip minh chứng cho Cương Lao không phải là cầm Floor phí đâu các bạn nha. Đấy, phám xong rồi, thằng Volaka cũng level 4, khả năng là khó nhà rồi. Đấy rồi, hàng đấy rồi, thằng Natalia đâu, vào đây tàu sập mình chết, tàu xền mình đi luôn. Đấy thôi, ăn tạm mấy con lính này đi các bạn nhé, mấy chục mang. Đây, 58 vàng ngon ơ. Rồi, ăn con này đi các bạn nhá. Các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đẩy lính tiếp và sẽ cái gì cái thằng vó cá giảm vào á, giảm vào két đấy rồi, hàng. Hàng đấy rồi, xuân đã về tao thách cái mấy vào. Đấy rồi, hóa đi rồi. Đấy rồi, hóa Cương Lao đi. Đấy đấy họ. Cái pha này sao lại choạng nhờ? Không biết nữa. Thế không sao. À, có cái pha này sao lại choạng ta? Ok.
Trời ơi, các bạn phải nhìn cho Lào cái pha này nhá. Pính các bạn ạ. Lào với nhìn mất pính đỏ lom luôn anh em. Đỏ lom không thể làm được cái gì anh em ơi. Đấy, cái pha đấy pính đỏ lom các bạn nhá. Em hiểu kiểu gì vừa đổi màng, màng mà lá. Không sao, chúng ta sẽ quay lại đấy đấy. Hàng xuân đã về, bạch một hoa, hai hoa chợ. Tiếu đấy các bạn ạ, Lào biết là còn chiếu bá mà các bạn. Sời ơi, bá 1-0 phải các bạn nhá. Rất là sạch. Đấy là một clip mà Lào đang chứng minh là một trong những best vlog các bạn nhá. Các bạn không được bắt lỗi nhá. Thực sự không biết như thế nào, con ná cá rót thì là chúng ta không nói rồi. Nhưng thực sự đối với vlog các bạn hãy bắt lỗi Lào lắm. Hy vọng clip này các bạn đừng bắt lỗi Lào làm gì cả. Bởi vì thực sự là quá đẳng cấp pro rồi. Các bạn nhìn thấy vo cá còn dám lên farm không? Đấy là thể hiện một cái đẳng cấp nó khác biệt với tất cả con này rồi. Được rồi, khi farm xong thì mình sẽ đi team đánh nhau. Rồi, team hàng nha. Rồi Natalia chết rồi. Thôi là mình sẽ vào khu rừng này của ai. Ôi giời ơi, đây rồi. Hàng về, hàng về. Đấy, tàu thách với ngày vô. Ôi, tàu sọc bị chết luôn, chưa ba. Cần gì mày trúng. Dòa là chính các bạn. Ôi giời ơi. Ôi tốc biến. Cái bọn này là thật các bạn ạ. Thì cần gì. Nói chung là đôi lúc các bạn, nói chung là các bạn phải hiểu là thiên tai cũng mắc sai lầm, chứ chưa nói đến Cương Lao là người trân mắt thịt các bạn nhé. Xịt chứ ba là cái chuyện nó khá là bình thường các bạn ạ. Nhiều khi các bạn mùa cái con vlog các bạn không thể hóa đâu, đó là cái chuyện thương tình của vlog các bạn nhé. Đấy, chứ ví dụ mùa vlog khi nào cũng 3 hóa 6 hóa thì nói làm gì nè. Đấy, không ban cải. Đấy, mùa vlog thỉnh thoảng sẽ có những pha không thể hóa đâu cả. Đấy, cho nên đó là cái chuyện rất bình thường. Rồi, tiếp tục thắng các bạn nhé. Được. Còn phần lo này thì tí là sẽ có bát tổng như thế nào thì các bạn cứ bình tĩnh. Lao sẽ farm xong để chơi tím rồi đã. Trận đấu này thì chưa đến mức đổ là tím gánh Lao đâu. Hiện tại KDA của Lao là 3-1-1. Rất là sánh ở phút thứ 5 các bạn nhé. Đấy, hiện tại thì thằng gì? Cái thằng Volaka này thì không dám hé ra cái trụ. Thì các bạn chỉ cần nhìn đơn giản hiểu thôi. Là do mình mùa phần lo hay quá. Chỉ cần Lao lên thôi là 3 hóa rửa mặt. Và 3 hóa mà cầu hơn một nửa cái máu thì sẽ có thêm 3 hóa chứ 3 nữa. Là xong thằng vô cá các bạn nhé. Rồi thằng này thì đánh thôi cho nó phá, mình sẽ di chuyển nhá. Đây, mình đã tía thằng Cardinac rồi. Mà Cardinac không bắt được ở đây thì mình sẽ qua bên kia các bạn nhé. Tím địch đấy, phá con này này. Con này là bằng một mạng các bạn nhá, 183 vàng đấy các bạn. Đấy, phá thêm một tấn lính này đi. Đấy, tím địch khả năng không đánh nhau được rồi. Thôi phá địch như chim cu thôi. Đấy, thằng vô cá đầy cá này, cái phá này các bạn xem Lao thì hiện đẳng cấp này. Bắt vô cá, cái thằng này nó tỉnh thật đấy anh em ạ. Tỉnh thật đấy. Là có cái thông tin từ đâu mà nó chuồn nhánh thật ý. Thôi rồi, ăn tạm mấy con cá sao nhỏ đi na. Đấy, đấy thằng Cardinac bay bao. Tổng thách ớt ý. Hàng về các bạn, ôi xời ơi, không thể hóa đâu anh em ạ. Mẹ cái thằng này áo nháy với anh em. Áo nháy với chúng tôi này, áo nháy với chúng tôi này. Đấy, cân thế các bạn, có hàng. Đấy rồi, hàng. Thôi, đỉnh hàng về nhưng không các bạn ạ. Cái phá mình còn chưa bá là Lao cấn bá cho anh em xem đấy, nhưng mà khổ lắm chưa bá. Cái thằng Cardinac nó áo nháy. Đây rồi. thôi thả nó. Đây. Ôi đây, đồng đội của Lao đây rồi. Lao lên. Đây như trở cái cá sớm thế tao được thôi. Thế này em được rồi, ăn được hai mạng các bạn ạ. Rồi vô cá này, con chưa bá nha. Thôi rồi, không sao, không phải để giết. Đấy thằng vô cá mà lão nháo là chập mắt không kịp xuống ngựa đâu. À, đánh luôn nè. Lao con chưa bá này, bình tĩnh này, từ tao chỉ cần lên nhị. Đấy rồi, bay vào tao cái, tao xin mày luôn. Bay vào, đấy rồi. Chưa một bá hoa đẹp như một con đẹp, chưa bá tiếp. Tao sập đi luôn, tao sập không được một cái hoa nào luôn. Chưa một tiếp, không cần phải trúng. Nhưng chỉ cái pha này là mình nghỉ. Mình ảng đúng đâu là sẽ cho xạ thủ ăn đi. Bởi vì mình 6-1 rồi, ăn nửa thì tím không còn gì để chơi. Đấy, rồi, cho má lọc ăn tiếp đi, không cần ha. Đấy các bạn, một clip chứng minh Blorentino nó đẳng cấp thế nhá các bạn ạ. Các bạn biết không, khi tất cả các bạn đang hăng máu combat, các bạn cũng bao giờ nhìn được những cái phá như cơ Lao có thể nhường hàng cho đồng đội không? Đấy, nhân văn ở đấy, chứng minh ở đấy các bạn ạ. Đấy, cho nên hy vọng clip này sẽ xóa tan được những cái dớp Florentino Cương Lao mùa ga này các bạn nhá. Clip này Lao được chứng minh cho anh em thấy rồi. Mặc dù có nhiều cái phá thì không thể hóa đâu, nhưng mình vẫn làm tròn vai trách nhiệm của một người đi kính cống các bạn nhá. Tròn vai một cơ trưởng, tròn vai một cái người cầm Florentino một mực đây, thêm một hàng này các bạn này. Đơn giản cái phá này các bạn nhá. Các bạn phải hiểu được rằng là thực sự chỉnh ra chứa bá không trùng là mày đẹp. Không trùng nó mới đẹp các bạn nhá. Bởi vì vốn gì đang nó chỉ cần hái hoa nó chết. Cần gì chiêu bá làm gì? Phí phạm. Bay như vậy nó mới đẹp.
nó mới hiểu được rằng cái thằng này bay đẹp thế chứ. Ủi lại hàng về này, hàng về các bạn này, từ từ bình tĩnh này, hàng về các bạn xem nhá, này cân 5 cân 4 này, từ từ bình tĩnh. Ôi trời, mày lộ sáng rồi, tàu ba tôi cấn tàu sổ luôn. Đây chưa ba con, sập một hoa, hai hoa rồi, chưa một đâu rồi, sập hóa đâu rồi, không thể hóa đâu nữa. Ôi giời ơi, cái hóa của mình đâu rồi. Ôi giời ơi hóa đâu. Ôi tục biến. Làm gì đâu, không làm được cái gì mình hết các bạn ạ. Đấy, một mình múa trong ba thằng, cái gì để báo cáo. Cái thằng này trả thù mình bằng được cái thôi các bạn ạ. Tàu sập mới chết luôn các bạn nhá. Đấy, đôi khi các bạn nhá, không phải nhất thiết các bạn cứ sức cứu trùng là anh cưng la sức cứu trùng là anh cưng chơi hay đâu. Đôi khi trong những cái tính chất là các bạn giết được người, những cái bạn phải đẹp mắt các bạn nhé. Phải đẹp mắt. Cái phá vừa rồi mặc dù mình xịt một cái chiêu 3 và hai lần chiêu 1, nhưng nó minh chứng được rằng mình xoay sở được trong combat, nó quá đẳng cấp. Đấy các bạn ạ, nó quá đẳng cấp luôn. Đấy, cho nên là hy vọng clip này thì các bạn sẽ quên đi được những cái gọi là những cái hình ảnh Florentino trong mắt các bạn là không còn ga nào các bạn nhá. Quá đẳng cấp, quá đỉnh cao các bạn nhá. Hiện tại bây giờ thì thực sự các bạn chỉ cần một phát có mắt tổng là in game các bạn ạ. Đây, đầy quả một phát đây. Rồi. Thích cái cháu mình có bù đỏ không thì không cần ăn luôn. Đây, ăn con quả nhỏ này được các bạn. Không có vấn đề gì hết. Đấy, một phát mắt tổng này các bạn này xem lao này, các bạn này xem lao nhá. Hãy xem lao cách bắt của team địch nó như thế nào nhá. Cách Florentino nó có mắt tổng như thế nào, quá đẳng cấp. Thằng xạ thủ mình chết rồi. Trời ơi. Rồi, 1-1 không sao. Các bạn này nấp nè. Đây, tàu thách mới lên tàu cân 4 tốc. Tàu cân 4 đấy nha, cái bọn này nha. Ma lốc lên cầu rìa đi. Chỉ cần ma lốc nhảy là sẽ có cân lao đi theo nha. Không có vấn đề gì nha. Đấy, cứ đánh em mình đầy con quái này rồi. Ôi, rồi, đây, Natalia. Một mạng, một cháu. Hàng về. Đấy các bạn nhá, một mạng. Tiếp tục này. Thằng này, các bạn này. Để đó mình đánh cho các bạn. Đấy, các bạn phá để lao ra cứu đồng đội cực kỳ đỉnh cao cái phá này nhá. Này, bạn nào nói lao KS cái phá này đấm bất chết luôn các bạn nhá. Không bao giờ có chuyện KS cái phá này đâu. Đấy, cái phá đấy tương trừ rất là kịp thời anh em nhá. Đấy, đập một phát đuổi team địch về luôn. Rồi sẽ có sẽ có một phá combat tổng cuối cùng rồi. Thực sự đấy không phải là một clip hướng dẫn các bạn nhá, đây một clip minh chứng, chứng minh cho anh em biết được rằng là cương lao muốn floor đó rất là mượt anh em nhá. Rồi, anh em hãy theo dõi cho Lan cái đoạn cuối nhá, rất là đỉnh cao, và hẹn gặp anh em vào clip ngày mai nhá. Đừng quên vào shop mosuong.vn để các bạn nhận được những cái quân huy miễn phí các bạn nhá. Đấy là quyền lợi của các bạn đấy, không phải là quyền lợi cương lao đâu. Đấy, cho nên là hẹn gặp các bạn vào clip ngày mai nhá. Tất cả các bạn ấy mà, yêu, bye bye.